Bộ loạt máy tính hút hàng, giá trải đều từ thấp đến cao. Tổng kết 6 tháng doanh thu, các gương mặt làm nên doanh số xuất hiện những cái tên quen thuộc. Đại diện nhà phân phối cho biết, kết quả này cũng không khiến nhà phân phối chúng tôi quá bất ngờ, bởi lẽ, những giá trị mà các thiết bị này mang đến vẫn phù hợp với xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng hiện tại. Mặt khác, sau khi ra mắt chip Intel thế hệ thứ 8 vào cuối 2017 thì đến nay ông lớn Intel vẫn chưa giới thiệu thế hệ kế tiếp. Đó cũng là những thuận lợi giúp các dòng máy này duy trì được sức hút với bộ xử lý Intel thế hệ thứ 8. Các dòng máy tính này được phân phối đều từ khách hàng tầm trung đến cao cấp. Có thể thấy, sự ra đời của bộ xử lý Intel thế hệ thứ 8 với hiệu suất cải thiện, tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn giữ trong mức giá hợp lý nhất giúp cho các dòng máy tính trở nên hoàn thiện hơn. Đồng thời, đó còn là sự thành công trăm bề từ các thương hiệu, sự bứt phá từ thiết kế, chất liệu cấu thành đến các công nghệ đi kèm như Intel Optane, công nghệ bảo mật tích hợp sẵn Windows bản quyền. Bộ ứng dụng Office 365 là những yếu tố quyết định giúp thúc đẩy nhu cầu mua hàng tại thị trường Việt Nam tăng cao. HPPAVILION 14 Một chiếc laptop có màn hình 14, FHD vừa phải, trọng lượng chỉ 1.63 kg như HPPAVILION 14 nên rất tiện bỏ vào ba lô, túi sách và dễ dàng để mang theo bên mình bất cứ khi nào. Đặc biệt, HPPAVILION 14 có 3 gam màu thời trang với màu bạc. Champet hay Hồng Đinh Hương. Thời lượng pin tối đa đến 7 tiếng rưỡi liên tục nhưng chỉ trong mức giá khoảng 15 triệu đồng là tiêu chí quyết định giúp sản phẩm bứt phá doanh số dù đã ra mắt gần một năm. s 530 ua Nếu chưa tìm được mẫu máy tính sách tay nói lên cá tính của riêng bạn, Asus Vivobook S530UA trẻ trung và hoạt bát sẽ làm bạn ưng ý. Thiết bị nổi bật với thiết kế gọn nhẹ mà táo bạo, những cách kết hợp màu sắc độc đáo cũng như màn hình nano S viền mỏng ba cạnh và bản lề Ergolith đột phá. Cũng giống như các mẫu VivoBook tiền nhiệm, S530UA là sự kết hợp giữa hiệu năng, phong cách và sự thoải mái để giúp bạn làm việc hiệu quả ở bất cứ nơi đâu. Dell Inspiron 5482 2 in 1. So với các dòng máy trong cùng phân khúc, Dell có mức giá kém đối tượng hơn. Tuy nhiên, đây cũng không phải là khó khăn của Dell trong việc duy trì thị phần của mình trên thị trường. Nếu giá cả không phải là tiêu chí trong việc chọn mua laptop thì những thiết bị của Dell vẫn mang đến cho bạn những giá trị khác đáng cân nhắc. Trong phân khúc tầm trung, Dell Inspiron 5482 in, một trở thành một cái tên sáng giá khi cân đối tốt giữa một ngoại hình hiện đại và một trái tim khỏe mạnh với dòng vi xử lý U series thế hệ 8, có tên Whiskey Lake, U, -E i 5, 8265U, RAM 8GB và ổ cứng SSD 256GB. ACER ASPIE 515 1 năm, nổi tiếng với các dòng máy Garmin chuyên dụng tuy nhiên dòng máy phổ thông Acer Aspire a 515 5305-5112 sau gần một năm được ra mắt đến nay đã trở thành cái tên xuất hiện trong top các sản phẩm doanh thu của Sinex FPT trong nửa đầu năm 2019. Acer Aspire 5A515 đánh dấu sự trưởng thành về thiết kế so với các thế hệ trước với nắp máy bằng kim loại và các cổng kết nối được di chuyển ra cạnh sau của máy. Về cấu hình thì Acer không chạy đua vũ trang trên con A515 phiên bản này máy được chú trọng qua làm việc, giải trí ở mức độ vừa phải với màn hình kích thước lớn, hiển thị nhiều thông tin. Với trang bị chip UNUHISKEI LED thế hệ thứ 8 thuộc dạng mới nhất của Intel là i5 8265U, tiết kiệm điện năng với 4 x 8 luồng, mức xung nhịp cơ bản là 16GHz, cho khả năng boost lên 39GHz, đi cùng với đó là 4GB RAM sẵn trên main, 1TB ổ HDD. Tuy nhiên, Ưu điểm giúp cho A515 đáng đồng tiền bát gạo chính là bộ nhớ Intel Optane dung lượng 16GB giúp đẩy nhanh quá trình khởi động máy cũng như khi mở các ứng dụng, các chương trình, phần mềm, game. Ngoài ra, đối với các phân khúc cao cấp vẫn duy trì các gương mặt quen thuộc, bao gồm Dell XPS 15 9570, Lenovo IOGA C930, 13 IKB, HP SPECTRE X360 tìm ngay thiết bị yêu thích của bạn tại đây ngay hôm nay bao gồm cả bảng giá tham khảo đi kèm thông tin mua hàng